Mời cả nhà vừa ăn mắm kho với hai chị em Thư ha. Bữa nay được bà chị ở Cần Thơ gửi cho một mớ rau nhút với rau xá xị nè cả nhà. Với rau má nữa, đây là cộng rau xá xị nè. Ở Hậu Giang thì người ta gọi là rau gì nè? Rau đắng đất. Đâu phải. Ủa rau đất, rau quế đất. Rau quế đất. Đúng rồi, rau quế đất. Còn mình ở An Giang không có cả nhà. Chỉ có em thấy ở Cần Thơ thôi mà ăn cọng rau này nó thơm như cái mùi của cái cây xá xị, của cái lon xá xị gì cả nhà. Ngon quá. Ngon ha. Thêm chén ớt xanh nữa cả nhà. Rau này đã được đi máy bay xài sống. Gấp tới không? Gấp tới. Cà cả nhà. Bữa nay kho đơn giản chỉ có đầu cá chấm với thịt ba chỉ à cả nhà ơi. Ăn kho gì ngon. Cái đầu con cá này siêu to luôn á cả nhà. Cả ký luôn cái đầu con cá này. Nè. Đó, siêu to không lồ. Mà béo cực kỳ luôn cả nhà. Con nhút. Ở ngoài này mùa này đâu có con nhút đâu. Đúng không? Cái này mùa này không có con nhút ở nhà. Ăn là toàn ở trong miền Nam xách ra thôi. Rồi chấm mắm sức sắc. Ngon. Quá sức sắc. 10 điểm. Gặp em Thư là gặp mắm đó cả nhà. Hay kinh doanh mắm này. Cũng đang suy nghĩ rồi cả nhà. Đang suy nghĩ kinh doanh mắm. Kinh doanh mắm khô cả nhà. Nếu cả nhà muốn Thư miền Tây bán mắm, comment bên dưới nha cả nhà. Biết cả nhà ủng hộ mình kinh doanh mắm. Mắm miền Tây. Ngon. Bắp cải nó làm sao? Cá thịt không? Quá xuất sắc. Má có gì nhắn. Ngon quá. Miếng thịt ba chỉ cả nhà. Bữa nay mua chè thịt ba chỉ cũng ngon. Thịt ba chỉ mỡ ít. Thịt nó thịt với mỡ đều đều đó nè. Cái lòng cá ngon. Ớt chỉ thiên đó nhờ. Ăn mắm là không thể thiếu cà được. Ăn nguyên trái ớt cũng là ăn mắm quá, ho quá sặc luôn. Ngon quá. Cái cọng cải. Ăn cái này ăn một lúc này không cũng thấy ngon cả nhà. Ăn xoài à, ngon. Cá này chợ không biết mua cái gì. Ngon quá. Cũng hơi cưng. Thấy có nồi cá to quá. Mua luộc hồi mắm. Ăn rau má với rau xá xị. Rau xá xị ngon quá. Cũng thơm quá nè. Đó là chung á. Ăn mắm ăn rau nhiều mới ngon nha cả nhà. Bật chế độ bò ăn cỏ.
này bò ăn gao cả nha. Kho mắm thì mình kho đậm đặc đó cả nhà. Mình chấm gao nó ngon lắm. Đúng rồi. Mình sợ ăn rồi nóng á, mình quậy ly đá trên đường. Ăn xong uống vô ha. Như vậy em thích ăn cũng đâu nóng gì đâu. Anh ăn quen. Ăn không quen á. Không, mình ăn quen. Tại mình ăn quen vậy không? Không thấy nóng cả nhà. Ngon. Ừ, cái đầu. Cái này béo quá nè. Ừ. Ăn này cá chép giòn ở nhà hàng cả nhà bán cả con, con mấy ký á. Ừ, con từ 2 ký mấy. Hôm rồi đi ăn kêu mà bảo con từ 2 ký rưỡi trở lên cả nhà, ăn đâu có hết. Mày đâu có kêu. Ừ, nếu mà muốn ăn cá chép giòn là phải đặt trước á, ngoài chợ. Cái nguồn hàng đó người ta không có lấy về sẵn đó nè. Ăn vô chết trời trời ngon. Ôi ôi, ăn nguyên chớ nó mới đã cái này. Ừ. Nó nồng nguồn lên ha. Nhưng mà nó đã thơm. Trời ơi trời, gói cái lá. Cái gói rau. Cái rau này quá to rồi. Chắc ngoạm cái miệng luôn quá. Ừ. Ngon quá. Ăn ngon khai quán ha. Ừ. Em hảo mắm luôn cả nhà. Hôm mà quay kho mắm là nó thái rồi. Ừ. Không, nhà em cũng ai cũng hảo mắm. Lần nào mà về quê cái là phải có mắm kho hoặc mắm chân. Ừ. Em mắm kho mắm chân gì em cũng khoái nha. Thơm rồi về tết ăn mắm là khoái. Em trao cho một keo mắm lóc. Nhưng mà mắm lóc trao rồi phải 3-4 tháng sau mới ăn cái này. Nó ngon. Nó mới thấm. Vậy về hè ăn là vừa. Ừ. Có ăn ăn sớm chưa có thấm chưa ngon. Ừ. Hôm rồi mẹ kêu lấy ra, ta nói thôi nó chưa có thấm, để nó thấm gì rồi hả lấy ra. À giờ lấy là vừa. Em thấy là mắm lóc cũng dễ nhưng mà nó cực cả nhà. Làm cũng lâu lắm á. Ừ. Lấy ra con mắm. Công đoạn làm á thì cực kỳ dễ. Nhưng mà làm cực lắm. Ừ. Ừ ừ. Cái ớt nó cay. Hồi xưa ông bà mình nói ăn mắm là cực khổ. Ừ. Làm ăn một nồi mắm kho cũng tốn phết đó cả nhà. Giờ mắm là ngon. Giờ mắm được biến hình các kiểu luôn. Hồi xưa mắm sống, mắm chân, mắm kho. Nhưng giờ là mắm thiểu hình. Ừ.
ai mà người ta thích ăn nhạt á, ăn nhạt nhưng mà nhúng rau nhiều á thì ăn không mắm thấm ha. Còn ai thích ăn đậm đà thì ăn kho ngon hơn. Ba mình là thích ăn kho, kho đậm đà lắm, chấm gà cũng ngon. Không kho thì nó nhạt. Lẩu thì nó lẩu nhạt hơn. Cho miếng giấy. Này nó ngon cả nhà. Cái thịt cá nó thấm nè. Nhưng mà ông ba không thích ăn kho mắm với thịt ba chỉ vậy nè. Đúng rồi. Ba mình thích ăn kho mắm. Ba nó có ba chỉ vô nó bé béo á. Nhưng mà kho mắm là thiếu ba chỉ à. Nó ngon luôn đó. Dù mình kho với hải sản mình vẫn để ba chỉ. Không có là mắc ngon. Nhưng mà kho với hải sản cũng bị nhạt cái nước mắm này. Kho mắm là tốt nhất mình nên chọn cá đồng. Cá hủng hỉnh cũng được nữa. Cá hủng hỉnh càng ngon. Kho với cá là ngon nhất. Cá thịt ba chỉ ngon xuất sắc luôn. Cá gô cá lóc thì không được đâu. Chết rồi. Bung mừng cả nhà. Ăn rau như bò ăn cỏ. Cái chợ sớm em á, tại cái chợ mà em ở chợ này, bán rau chạy là nhờ em cái nè. Em ăn rau quá. Ăn rau chợ cung cấp không đủ em ăn. Phải mua từ trong quê ra luôn cả nhà. Rau này là từ độ cao mấy ngàn mét đáp xuống cả nhà. Chuyển từ trong quê ra cho em ăn nữa. Ăn gì ngon phải ưa ưa cái. Giới thiệu cả nhà có nấm lù gà cả nhà. À thế hả? Nãy giờ không hay. Một lần chuyển này ăn ngon quá quên cả nấm. Nhất này gấp lên mới nhớ. Trời ơi, quên cả nấm luôn. Tháng cứng nóng gồm không có nóng mà. Cái trà ăn sơ trà con mắt cả nhà, con mắt cá. Ngon quá. Ăn sơ trà cá ớt. Cái này làm như tăng đô ớt rồi cái này. Ăn ngon nhưng mà khiến cháu bệnh là bao tử luôn ăn cả nhà. Đau bao tử lắm. Không sao hết. Nhưng mà ăn có ớt thì nó ngon thiệt. Thèm cứ ăn cả nhà. Đói ăn rau đau quá. Thích là cứ ăn. Miếng cà, miếng thịt. Ngon quá. Nói rào nghe rớt rớt.
không? Ừ. Hai chị em chào cả nhà ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.